Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học bài trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 11 Bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Bài thứ tư mà chúng ta được học có chủ đề tự sự trong chuyện thơ dân gian và chuyện thơ trữ tình. Thực hành tiếng Việt, lỗi về thành phần câu và cách sửa. Các em hãy mở sách và chuẩn bị vở ghi để bắt đầu bài học nhé. Trước khi thực hành luyện tập, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu tri thức ngữ văn. Lỗi về thành phần câu và cách sửa. Lỗi đầu tiên đó chính là thiếu thành phần nòng cốt. Câu thiếu chủ ngữ. Chúng ta sẽ lấy ví dụ để hiểu thêm về câu thiếu chủ ngữ là như thế nào nhé. Ví dụ, với tác phẩm này đã thể hiện tài năng của một cây bút truyện ngắn bậc thầy. Với tác phẩm này là thành phần trạng ngữ, có thể người viết nhầm đó là chủ ngữ. Cách sửa thứ nhất, đó chính là dựa vào ngữ cảnh để bổ sung chủ ngữ phù hợp. Chẳng hạn như là với tác phẩm này, nhà văn đã thể hiện tài năng của một cây bút truyện ngắn bậc thầy. Cách sửa thứ hai, đó chính là lược bỏ quan hệ từ, kết từ nằm ở đầu câu để bộ phận đứng sau đó trở thành chủ ngữ. Tác phẩm này đã thể hiện tài năng của một cây bút truyện ngắn bậc thầy. Lỗi thứ hai đó chính là câu thiếu vị ngữ. Chúng ta sẽ lấy ví dụ. Lục Bát, một thể thơ đặc sản có từ lâu đời của người Việt. Ở trong câu trên, có thể coi Lục Bát là chủ ngữ, một thể thơ đặc sản có từ lâu của người Việt, là thành phần chêm sen giải thích cho đối tượng được nói đến ở chủ ngữ chứ không phải là vị ngữ. Kiểu lỗi này có thể do người viết nhầm thành phần chêm sen là vị ngữ. Cách sửa thứ nhất đó chính là thêm từ là để biến thành phần chêm sen thành vị ngữ. Lục Bát là một thể thơ đặc sản có từ lâu của người Việt. Và cách sửa thứ hai đó chính là giữ nguyên thành phần chêm sen, dựa vào ngữ cảnh để bổ sung vị ngữ phù hợp. Lục Bát, một thể thơ đặc sản có từ lâu của người Việt, đã được tác giả sử dụng hết sức nhuần nhuyễn. Và trong thiếu thành phần nòng cốt còn một lỗi nữa, đó chính là câu thiếu cả chủ ngữ và vị ngữ. Ví dụ như trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng như thế. Đây mới chỉ là một cụm từ, chưa hề có nội dung thông tin, vì thế chưa phải là câu. Chúng ta có thể sửa là dựa vào ngữ cảnh, bổ sung thành phần nòng cốt để hoàn thành câu. Ví dụ như trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng như thế, tôi không thể chần chừ. Lỗi thứ hai mà chúng ta gặp đó chính là sắp xếp sai vị trí thành phần câu. Trong câu tiếng Việt thì chủ ngữ thường đứng trước vị ngữ, nhưng để phục vụ cho mục đích nghệ thuật, các nhà văn, nhà thơ có thể đảo vị trí của hai thành phần này. Ví dụ, nơi đây sống một người tóc bạc. Tuy nhiên thì ở trong ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày, việc đảo vị trí các thành phần câu như vậy rất khó được chấp nhận. Chẳng hạn không thể nói, đang hành quân trong rừng một đơn vị bộ đội. Ở trường hợp này thì người nói nhất thiết phải trả chủ ngữ một đơn vị bộ đội và vị ngữ đang hành quân trong rừng về với trật tự quen thuộc mới được xem là nói đúng. Chúng ta có thể sửa như sau. Một đơn vị bộ đội đang hành quân trong rừng. Và một lỗi nữa mà chúng ta gặp phải đó chính là thiếu vế câu. Trong câu văn tiếng Việt có một số quan hệ từ luôn đòi hỏi được kết hợp với một quan hệ từ khác để tạo thành cặp như là vì nên, chẳng những mà còn, tuy nhưng, càng. Nếu không chú ý đến đặc điểm này, câu dễ bị mắc lỗi về thành phần. Chúng ta có ví dụ như sau. Trái đất nóng lên chẳng những khiến băng ở Bắc Cực và Nam Cực tan nhanh, nhấn chìm nhiều vùng đất màu mỡ. Cách sửa ở đây đó chính là bổ sung quan hệ từ phù hợp tương ứng với quan hệ từ đã có ở với câu trước.
Chẳng hạn như trái đất nóng lên chẳng những khiến băng tan ở Bắc Cực và Nam Cực tăng nhanh, nhấn chìm nhiều vùng đất màu mỡ mà còn đe dọa sự sống của muôn loài. Để hiểu rõ hơn những tri thức này, chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập. Câu hỏi thứ nhất. Trong những trường hợp sau, trường hợp nào mắc lỗi về thành phần câu? Phát hiện và đề xuất phương án sửa lỗi cho những trường hợp đó. Câu A. Bằng những khảo sát đáng tin cậy đã chỉ ra rằng các con sông lớn đang dần dần khô cạn. Ở đây chúng ta thấy bằng những khảo sát đáng tin cậy là thành phần trạng ngữ đã chỉ ra rằng các con sông lớn đang dần dần khô cạn có thể xem là vị ngữ. Và lỗi của câu này đó chính là thiếu chủ ngữ. Chúng ta có hai cách sửa là bỏ từ bằng hoặc là thêm chủ ngữ. Nếu bỏ từ bằng thì chúng ta có những khảo sát đáng tin cậy đã chỉ ra rằng các con sông lớn đang dần dần khô cạn. Hoặc là thêm chủ ngữ, như là bằng những khảo sát đáng tin cậy, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng các con sông lớn đang dần dần khô cạn. Câu B. Rất thú vị chuyện ngắn sử dụng các yếu tố kỳ ảo lạ lùng. Rất thú vị là cụm từ bị đặt sai vị trí, lẽ ra phải được đặt sau danh từ hoặc cụm danh từ để làm vị ngữ. Ở đây chúng ta có thể sửa lại là đảo rất thú vị ra sau cụm danh từ. Chuyện ngắn rất thú vị bởi việc sử dụng các yếu tố kỳ ảo lạ lùng. Câu C. Những con người vị tha giàu đức hy sinh ấy. Những con người vị tha giàu đức hy sinh ấy mới chỉ là một cụm danh từ, tự nó chưa thể làm thành một câu. Lỗi ở đây đó chính là thiếu chủ ngữ. Chúng ta có thể sửa là thêm một cụm chủ vị đặt trước cụm từ đã có, biến nó thành bổ ngữ để tạo thành câu hoàn chỉnh. Họ là những con người vị tha giàu đức hy sinh. Câu D. Theo báo Tuổi Trẻ cho biết, tình trạng ùn ứ nông sản của nông dân miền Tây đã bước đầu được giải quyết. Người viết nhầm theo báo Tuổi Trẻ cho biết là một cụm chủ vị. Sự thực đấy mới chỉ là một cụm từ có khả năng làm trạng ngữ. Và lỗi ở đây đó chính là thiếu chủ ngữ. Chúng ta có thể sửa là bỏ từ theo. Báo Tuổi Trẻ sẽ là chủ ngữ. Báo Tuổi Trẻ cho biết tình trạng ùn ứ nông sản của nông dân miền Tây đã bước đầu được giải quyết. Hoặc có thể bỏ cụm từ cho biết. Theo Báo Tuổi Trẻ là trạng ngữ. Tình trạng ùn ứ nông sản của nông dân miền Tây đã bước đầu được giải quyết, có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và đó là câu hoàn chỉnh. Câu E. Chữ Người Tử Tù, một tác phẩm được sáng tác bằng bút pháp lãng mạn của Nguyễn Tân. Chữ Người Tử Tù là cụm danh từ được dùng để làm nhan đề của một tác phẩm. Vế một tác phẩm được sáng tác bằng bút pháp lãng mạn của Nguyễn Tuân là thành phần giải thích cho cụm danh từ ấy. Như vậy, đơn vị này chưa phân định rõ là thành phần gì trong câu và chưa có nội dung thông báo. Đây là một trường hợp lỗi vì chưa có thành phần nòng cốt của câu. Và có thể ở đây đó chính là lỗi thiếu vị ngữ. Chúng ta có thể sửa lại. Chữ Người Tử Tù, một tác phẩm được sáng tác bằng bút pháp lãng mạn của Nguyễn Tuân, được mọi người biết đến một cách rộng rãi. Câu G. Với những tin tức lan truyền trên mạng xã hội không phải bao giờ cũng chính xác. Ở đây chúng ta thấy lỗi ở đây đó chính là thiếu chủ ngữ. Chúng ta có thể sửa lại như sau. Chúng ta có thể bỏ từ với những. Sẽ thành câu, tin tức lan truyền trên mạng xã hội không phải bao giờ cũng chính xác. Và câu hát, khổ thơ chỉ có một câu rất đặc biệt. Và lỗi ở đây chúng ta nhận ra rõ, đó chính là thiếu chủ ngữ và vị ngữ. Chúng ta có thể sửa lại. Thêm vào sau đó một cụm chủ vị. Khổ thơ chỉ có một câu rất đặc biệt. Mọi người đều thích nó.
Bài tập thứ 2, phát hiện lỗi về thành phần câu ở các trường hợp sau và sửa lại. A. Chuyện ngắn thể loại linh hoạt ấy. Câu A thì chuyện ngắn là một thuật ngữ, thể loại linh hoạt ấy là thành phần giải thích, cả đơn vị ấy mới chỉ là chủ ngữ chưa có vị ngữ. Vậy thì lỗi ở đây đó chính là thiếu vị ngữ. Và chúng ta sẽ sửa lại, bổ sung vị ngữ, như là chuyện ngắn, thể loại linh hoạt ấy đều mang theo đầy ẩn ý. Câu B. Đã vẽ bức tranh tường hoành tráng này, một nhóm họa sĩ đến từ thành phố. Ở đây thì chúng ta thấy là vị trí các thành phần câu bị đảo và không phù hợp. Vậy thì chúng ta sửa lại, đó chính là một nhóm họa sĩ đến từ thành phố đã vẽ bức tranh tường hoành tráng này. Câu C. Số đỏ không chỉ là một tác phẩm trào phúng đặc sắc và bậc nhất trong văn học Việt Nam trước 1945. Ở trong câu tiếng Việt thì quan hệ từ không chỉ bao giờ cũng đi với mà còn thành một cặp. Câu này thiếu một vế, do vậy thì cần thêm một vế để có thể sử dụng quan hệ từ mà còn với nội dung phù hợp. Chúng ta có thể sửa lại. Số đỏ không chỉ là một tác phẩm trào phúng đặc sắc và bậc nhất trong văn học Việt Nam trước 1945, mà nó còn thể hiện giá trị phê phán sâu sắc về thời cuộc. Và câu D. Văn bản nghị luận, loại văn bản được viết ra với mục đích thuyết phục người đọc. Viết như thế này thì vế loại văn bản được viết ra với mục đích thuyết phục người đọc chỉ là thành phần giải thích của cụm từ văn bản nghị luận. Chúng ta có thể sửa như sau. Văn bản nghị luận, loại văn bản được viết ra với mục đích thuyết phục người đọc đã được tác giả vận dụng sáng tạo trong tác phẩm của mình. Bài 3. Vì sao những câu sau đây mặc dù không đầy đủ thành phần câu nhưng vẫn không bị xem là câu sai? A. Huân cảm tưởng như mình đã bị thủng văn, bị đạo ý. B. Mắt mèo hoang, em thích mẹ nói em có con mắt mèo hoang và dã thú. C. Đó là người cảm của quán rượu, anh Ba Hoành. Những câu in đậm trên dù không đầy đủ thành phần câu nhưng vẫn không bị xem là câu sai bởi người viết đều mang theo mục đích riêng của mình. Như câu bị đạo ý thì đây là câu rút gọn nhằm giải thích cho ý câu trước của tác giả. Hay câu mắt mèo hoang, ban đầu nghe ta sẽ thấy vô lý nhưng khi đọc câu tiếp theo ta sẽ thấy nó rất phù hợp. Tác giả đảo hình ảnh đó lên trước nhằm nhấn mạnh và gây chú ý với người đọc. Và câu cuối cùng cũng vậy, anh Ba Hoành được đặt thành câu riêng nhằm nhấn mạnh nhân vật mà về trước đang muốn nói đến, một người câm của quán rượu. Đôi khi sự không đầy đủ về thành phần trong câu sẽ giúp cho mục đích truyền tải của người viết được rõ ràng hơn là đầy đủ. Sự nhấn mạnh về ý thay vì giải thích ra sẽ luôn tạo được ấn tượng với người đọc hơn. Như vậy, trong bài 4 thực hành tiếng Việt, các em đã được cung cấp những tri thức cơ bản nhất, đó là những tri thức về thành phần câu. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem bài soạn chi tiết nhé. Tạm biệt các em và hẹn gặp lại ở các bài học sau. Xin chào các em!